Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị chức năng cần tăng cường rà soát, kiểm đếm, xử lý hư hỏng ổ gà, rạn nứt, hàng lún các tuyến quốc lộ qua địa bàn các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Đối với các dự án quốc lộ đã bàn giao hoặc đang trong thời hạn bảo hành, nhà đầu tư phải kịp thời khắc phục hư hỏng, chịu trách nhiệm bảo hành, đảm bảo các điều kiện an toàn giao thông trong khai thác, thi công sửa chữa. Trước đó, các đơn vị thi công dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên đã bị đề nghị không cho phép tham gia các dự án tiếp theo do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư do chậm trễ trong thi công sửa chữa hư hỏng quốc lộ 1.